Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ. Mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái điều các bạn cần phải lưu ý trước khi mà các bạn bước sang phiên bản mới nhá. Tất nhiên rồi, cái này thì Bảy tôi làm mỗi phiên bản thôi, cuối phiên bản Bảy tôi sẽ nhắc nhở các bạn. Ok, có lẽ là không dài dòng nữa, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Và giờ thì intro nào. À quên, các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Intro nào. Số 1, chúng ta sẽ đến với tất cả những cái code của phiên bản 4.4 nếu các bạn chưa có nhập. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 9 code, nhưng hiện tại chỉ còn có 3 code là chúng ta nhập được. Còn 6 code kia thì chúng ta đã hết hạn rồi, không có nhập được nữa. Vì vậy nếu các bạn chưa có nhập 3 code này thì các bạn lưu ý là nhập nhé. Kể cả những cái bạn mà các bạn có nhập rồi thì các bạn có thể kiểm tra lại trong phần thư của mình. Đó. Khi mà các bạn nhập nó sẽ hiện là nhập thành công đúng không? Nhưng trong bức thư ấy, nó sẽ chả có cái gì cả. Nó sẽ ghi là cái code đấy các bạn đã nhập rồi. Cẩn tắc thì vội này, tránh bỏ lỡ cái phần nguyên thạch nhá. Bởi vì cái phiên bản tiếp theo của chúng ta 4.5 sẽ có rất là ít nguyên thạch miễn phí. Các bạn nên tận dụng từng đồng nguyên thạch nhỏ một để làm sao quay được Neuvelet, để làm sao quay được Kazuha, vân vân. Số 2 đó là thử thân thủ. Đến hiện tại chúng ta chỉ còn có khoảng tầm 20 tiếng nữa trước khi mà các bạn cập nhật sang phiên bản mới. À đâu, trước khi mà cái thử thân thủ nó mất. Bởi vì cập nhật phiên bản mới chúng ta phải đến ngày kia cơ. Sáng ngày kia chúng ta mới có phiên bản mới. Thành ra nếu các bạn chưa có thử thân thủ để lấy cái phần thưởng nguyên thạch cũng như là một số những phần thưởng nhỏ nhỏ như này thì các bạn nhớ vào thử thân thủ nhá. Lưu ý rằng là hiện tại cái thử thân thủ này nó rất đơn giản. Kể cả newbie, ví dụ như là Bảy tôi có một cái tài khoản newbie chẳng hạn, có level 17 thôi, Bảy tôi vẫn hoàn toàn có thể dùng thử thân thủ được mà đổi được nhân vật ngay trong giao diện dùng thử nhân vật, chứ không cần phải ao ra vào lại như trước kia nữa. Rất là tiện. Số 3 đó là cái phần tích nguyên thạch của các bạn. Nếu mà các bạn không có tích những cái lượt quay từ trước giống Bảy tôi như thế này này, thì phiên bản sau cái khả năng các bạn quay ra Neuvelet nếu mà các bạn không có bảo hiểm nhá thì nó không có cao cho lắm. Bởi vì phiên bản sau chúng ta sẽ không có nhiều cái lượt quay miễn phí giống như phiên bản 4.4 chúng ta có map mới như vậy đâu. Vì vậy các bạn nên cân đo đong đếm làm sao mình có cái số lượng lượt quay hay là nguyên thạch tích từ trước để chuẩn bị cho banner phase số 2 Neuvelet đi cùng với cả Kazuha. Ngoài ra là cái banner mới sử ký cầu nguyện nó cũng sẽ tính bằng cái lượt quay màu hồng nhá, nó không tính bằng cái lượt quay màu xanh ở đâu. Số 4 đó là nếu các bạn không hề thích quay banner của 4.5 mà các bạn muốn quay những cái nhân vật ở trong phiên bản hiện tại thì chỉ còn khoảng tầm 20 tiếng nữa thôi để các bạn quyết định là mình có nên quay Cell, mình có nên quay Yameko về trong đội hình của mình hay không. Ngoài ra còn có những nhân vật 4 sao khác như là Yao Yao, Ninh Quang, Xin Gian các thứ. Khi mà các bạn yêu thích những nhân vật như vậy hay là những cái vũ khí ở trong cái phần danh sách banner vũ khí này thì các bạn nhớ quay luôn nhá. Chỉ còn khoảng 20 tiếng nữa thôi thì banner của chúng ta sẽ biến mất và chỉ còn lại mỗi cái banner thường này thôi. Số 5 thì tất nhiên rồi, trước khi mà chúng ta bắt đầu phiên bản mới, MiYoYo thường sẽ ra một cái ảnh hay là một cái thông báo về nhân vật sắp sửa sẽ có ở trong phiên bản tiếp sau nữa, tức là phiên bản 4.6 đấy. Và nhân vật mà chúng ta đang mong đợi rất nhiều, quan chấp hành pha tui tiếp theo được chúng ta chơi, tức là có thể chơi được ấy, nó không giống như Sinora sau chi rẻ nhá, đó chính là Alexino. Hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình cái thiết kế giao diện toàn cảnh của Alexino với một cái dáng này, một cái body rất là đẹp đúng không? Nguyên tố của Alexino sẽ là nguyên tố hỏa nha các bạn. Nguyên tố hỏa, và đây chắc chắn sẽ là 5 sao rồi. Chứ chẳng lẽ thiết kế đẹp như thế này, cái background đằng sau lưng cũng đẹp như vậy mà lại là 4 sao thì nó hơi sai sai đúng không? Thì chắc chắn sẽ phải 5 sao chứ nhỉ. Với cái thông báo mới nhất này của mình về Alexino thì có lẽ nhiều anh em quyết định quay Neuvelet hay là các bạn đã có Neuvelet, đã có Kazuha rồi, khả năng cao các bạn sẽ bỏ qua tất cả những cái banner của 4.5 để đợi đến Alexino 4.6. Còn với cá nhân của Bảy tôi thì sau khi mà nhìn thấy Alexino, Bảy tôi vẫn lựa chọn quay Neuvelet thôi. Bởi vì 4.6 chúng ta có map mới nên tôi không lo lắng lắm. Với hiện tại đang khoảng 180 lượt quay thì tôi nghĩ là Neuvelet C2 là tôi dừng, sau đó là tôi sẽ đợi Alexino của phiên bản tiếp theo. Đúng không? Tính toán thế chứ. Cuối cùng đó là tải trước của phiên bản mới. Đến hôm nay thì MiYoYo đã mở cái tải trước cho tất cả các bạn rồi. Cái dung lượng tải trước của chúng ta nó không hề nhiều một chút nào cả, nó chỉ có một chút xíu thôi. Vì vậy nếu mà các bạn không có quá lo lắng cái vấn đề về tài nguyên của mình thì các bạn hoàn toàn có thể tải trước. Còn nếu các bạn lo lắng là mình tải trước thì máy của mình sẽ sập ấy, thì các bạn có thể là xóa bớt những cái gói lồng tiếng ở trên PC đi để cho nó nhẹ máy. Còn trên điện thoại thì các bạn hoàn toàn có thể là, không biết trên điện thoại chúng ta có cái gói lồng tiếng kiểu như này không, để các bạn xóa những cái gói lồng tiếng không cần thiết ấy. Nếu mà có thì các bạn xóa bớt đi, còn nếu điện thoại không có thì Bảy tôi chắc là cũng chả còn cách nào cả. Chỉ mong các bạn là có cái máy nó ngon lành để chiến được phiên bản 4.5 trước khi mà chúng ta đến với 4.6 map mới. Và cái map mới của 4.6 nó cũng khá là rộng đấy các bạn, nó sẽ nằm ở giữa bản đồ luôn.
Đó là tất cả những cái lưu ý của bảy tôi đến với tất cả các bạn. Hy vọng rằng là các bạn không bỏ lỡ bất cứ một cái code miễn phí nào ở trong phiên bản 4.4 này trước khi mà chúng ta đến với 4.5 Chiori Neverland Kazuha Ito. Rồi bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bảy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.